Em xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi kênh em nhé. Ok, thì hôm nay em lên sóng cho quắc một con giải mã phải nói là siêu khủng khiếp, siêu khủng bố luôn bên em nhá. Đấy, tại sao mà em nói là cái con này nó lại kinh khủng như vậy? Nhiều bác nhìn qua ở đây thì bảo là vẫn là con kêu bình thường chứ làm gì có cái gì đâu mà khủng khiếp. Thậm chí nhìn nó còn hình thức nó còn bé hơn và gọn hơn và đẹp hơn so với cả những cái con khác, mà tại sao nó lại bảo là cái gì không kinh khủng khiếp đúng không ạ? Đây, đấy, thứ nhất là về mặt hình thức các bác thấy thế nào ạ? Quá đẳng cấp luôn ạ. Đây là CRD1 nhá, dòng hàng hiếm luôn nhá. Đấy. Không bao giờ nhà em bán giải mã mà lại bán CRD1 cả, bởi vì thường CRD1 này sẽ về theo dàn nhá. Nó về theo dàn là tức là bán cả bộ của nó sẽ rơi khoảng là hơn 5 triệu. Đấy. Bộ nào mà hình thức mà nó hơi gọi là nó chưa được ổn cho lắm thì giá đâu đấy nó cũng rơi khoảng là 4 triệu 8 nổi lên. Đó. Chứ không bao giờ có chuyện là dưới 4 triệu 8 cả quý vị nhá. Đấy, nhưng tuy nhiên ngày hôm nay nhà em về cái lô hàng này nó lại lẻ mất cái cục CRD1 này và nó không có loa, mà không biết là lúc nào nó về. Thế thôi, anh chủ anh bảo là thôi cứ thanh lý đi, để cho bác nào cần thì lấy, chứ còn bây giờ mà bảo đợi loa thì chả biết đến khi nào đấy. Mà cứ để ở nhà thì nó cũng chặt hết cả nhà ra, thì thôi bán luôn nhá. Để cho bác nào mà cần những con giải mã mà tốc độ cao và khủng bố như con này thì alo ngay cho em. Đây thì vẫn cái câu khủng bố, thì lý do tại sao khủng bố nhá. Thông thường thì nhà bác nào mà thường xuyên theo dõi kênh em thì biết đúng không ạ? Nhà em lên các con giải mã thì công suất đâu đấy nó cũng chỉ khoảng cao nhất mới được khoảng 66W, cụ thể là con UL9 nhá. Đấy, hay là các con DL9 thì thông thường nó mới được 66W, nhưng mà chỉ có UL9 thôi. Thì tức là nó có thêm súp thì công suất mới được 66W. Còn không nó chỉ nhàng nhàng khoảng 50 hoặc là 40 mấy W thôi, 48W đổ lên đấy. Tuy nhiên, CRD1 này công suất được trang bị lên tới 80W quý vị nhá. Công suất lên tới 80W có nghĩa là các bác vừa làm giải mã vừa có thể làm một con công suất khủng long bạo chúa luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần ghép những con loa tầm độ khoảng 70W đổ lên, tức là 100W, 140W tổng hao đổ lên là ok. Oánh gọi là kinh khủng khiếp luôn. Còn bác nào mà có con cặp loa CRD1 hay CRD2 thì càng tuyệt vời. Bởi vì những dòng loa đấy nó lên tới là 140W, 120W tổng hai loa, có nghĩa là 240W tổng hai loa, thì ghép vào đấy đánh gọi là tan cửa lát nhà luôn nhá. Các em không nói quá bởi vì nó là sự thực nhá. Đấy, bác nào mà thường xuyên theo dõi có biết những cái dòng loa của CRD1 thì nó toàn là 120W hết một loa nhá. Đấy, hai con lên tới 240W, cái này là hết sức bình thường quý vị nhá. Đấy, nhưng mà những cái con công suất ấy mà nó lên tới 80W ấy thì nó là thuộc dòng VIP rồi quý vị nhá. Đấy, thế là đã chi mừng là phải chốt ngay cho em nha, chứ còn những cục này nó không có để nhiều để cho quý vị lấy đâu. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai đây là con này là sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản luôn, các bác thấy ngoại đây, made in Japan nhá, sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá. Đấy, trong nước luôn, không như những cái con khác có con này sản xuất tại Malaysia hay là có con sản xuất tại Thái Lan, có những con thì sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, nhưng tuy nhiên thì ông này thì ông ấy sản xuất tại Nhật luôn nhá, trực tiếp trong nước luôn. Đây, giải mã thì em đã kết nối rồi để tìm test cho các bác, và đây đường điện thoại em đang test đây rồi. Đấy, speaker đây, FM đây, súp đây. Đấy, còn đây là số seri này, 17i191 5953, đấy là số seri của máy nhá. Ok, đây là em ghép một cầu, em đổi sang cầu còn lại này để cho nó khách quan nhá, là có nghĩa là cả hai cầu cùng lên, chứ không lại về các bác lại cắm chập xong lại đổ tội cho em là nhà mày không test cầu còn lại nó cháy. Đấy, đây đó, đưa sang cầu còn lại này. Ok. Những cái dạng cầu siết này sướng lắm các bạn. Cầu siết này thì mình nó siết nó chặt, nó không bị tuột. Rồi, bắt đầu đây. Đấy. Đó. Đây là đường điện thoại nhá. Đấy, còn đường CD này. Đấy, CD thì các bạn nhấn vào đây. Còn đây là chuyển nhá. Còn đây là chỉnh ba tép này. Đấy. Các bác thích bát thì cho lên bát và thích tép thì lên tép nha. Đấy, còn không thích thì đưa về chế độ direct. Làm bản nhạc đi.
nghe CD thì nó sẽ to lên thoại nhá. Nhưng mà các bác lưu ý là về mua cho em những cái đĩa xịn nhá, đừng có mua cái DF1 DF2 không là vứt đi đấy. Mua DF1 DF2. Còn tuy nhiên em bán con này rẻ mã và phần công suất, còn cái CD em không bảo hành nữa nhá. Test thêm cho các bác thôi. Nhau làm chi đó. Đêm đêm về tương nhớ. Ok, đó là phần CD. Tiếp tục. À đây, thêm một cái chức năng nữa ở đây cho các bác nhá. Đó là cái phần các bác thấy gì không ạ? Đường line này. Các bác hoàn toàn có thể mua cái jack 3.5 nhá. Tức là cái jack 3.5 hai đầu có thể kết nối điện thoại ở đây được. Hoặc là có thể mua cái gì nhỉ? Cái Bluetooth nhá, cắm ở đây là các bác có thể nghe được Bluetooth. Đó, rất là xịn luôn. Ok, tiếp tục. Cuối cùng là phần giải mã, cái phần quan trọng nhất mà em bán cho các bác ở đây. Đó. À, dây quang thì em đã kết nối hai con rồi. Đấy, đây. Đó, thì coi như đây là cái Smart TV nhá. Đấy, thì em chỉ lấy tín hiệu từ TV xuống này. Đó. Và sau đó có việc chuyển cổng này, input này, chuyển về đúng định dạng của nó. Digital. Đó. Còn lấy bài thì các bác lấy trên TV cho em nhá. Đấy, cứ lấy trên TV. Đó. Ok nhá, vậy là con này là full chức năng luôn nhá. Đấy, full chức năng luôn. Giá con này báo giá luôn nhá. Giá con này thì thông thường thì nó về cả dàn thì như các bác biết rồi. Đấy thì đâu đấy là cũng rơi khoảng hơn 5 triệu. Đấy, nhưng tuy nhiên thì con này hôm nay nó về lẻ thế em để cho các bác giá sốc luôn này. 2.350.000 các bác nhá. Đấy. 2.350.000 cho con giải mã và nó là kinh khủng khiếp luôn nhá. Đấy, CRD1 đời hiếm có khó tìm nhá. Đấy. Không ai bán lẻ cho các bác cả, nhưng ngay tại nhà em hôm nay nhá, xả sốc cho các bác luôn nhá, bán lẻ luôn này. Đấy. Còn lý do bán lẻ thì em đã nói rồi đúng không ạ? Đấy. Thế là bác nào mà chốt là phải alo ngay nhá, số điện thoại là 0966 594581 vị nhá. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Dạ vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo với em nhá.